việc xâm lấn động mạch. Và chỉ sau 10 phút thôi, đã thử nghiệm uống chi nước và đường phổi vào cái máy tần sóng VNS này, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phân tách bóc tách các tế bào kết dính và nó làm mềm các khối u. Và vấn đề của nó là tiêu diệt các tế bào xấu và nó đi sâu vào trong cơ thể của chúng ta 30 cm.